Bạn điều hay xin kính chào quý khán giả. Quý vị thân mến, thời gian không dừng lại vì bất cứ ai. Mỗi người đều đang tiến về phía trước trong dòng người, dòng đời vội vã. Thời gian không chỉ cho chúng ta sự rực rỡ, sống động mà còn cho chúng ta sự trưởng thành và trầm ổn. Thời gian là vô giá, nhưng có quá nhiều người trên con đường đó gánh trên vai mình nhiều những thứ đáng ra nên từ bỏ, để rồi quay đầu nhìn lại, bỗng chốc quên đi con đường dưới chân, quên đi những vùng đất xa xôi và cả tương lai huy hoàng phía trước. Những người bước vào độ tuổi 50, bốn thứ đồ này sớm đã không còn giá trị, tốt nhất hãy vứt nó đi. Tiếc rằng có nhiều người nghĩ không thông, cứ dấm dứt mãi không quên. Cụ thể đó là bốn thứ gì? Mời quý vị cùng theo dõi trong video sau đây của Vạn Điều Hay. Khát vọng là bản tính. Khát vọng vốn dĩ có thể mang đến cho ta nhiều thứ hạnh phúc hơn. Chẳng hạn như khi còn trẻ, chúng ta phấn đấu theo đuổi khát vọng của mình vì cha mẹ, vì gia đình. Nhưng tới nửa đời sau, thứ khát vọng này lại trở nên rất mong manh. Điều thứ nhất, khát vọng tham lam. Đều nói tiền tài là vật ngoài thân. Bước vào độ tuổi 50, thứ chúng ta quan tâm nhiều hơn là sức khỏe, là chất lượng cuộc sống. Khát vọng chỉ là quá trình theo đuổi thời niên thiếu mà thôi. Bước vào tuổi già, đừng quá xem trọng quyền lực, tiền tài. Bởi lẽ, ở độ tuổi này, khát vọng đối với chúng ta không những không còn ý nghĩa gì, mà còn trở thành một áp lực vô hình. Làm người muốn tự tại phải biết thỏa mãn, thường lạc, luôn không hài lòng với thực tại, luôn khát khao chạy theo những thứ xa vời. Ngoảnh đầu nhìn lại lại chỉ còn là những tiếc nuối với sinh mệnh. Con người phải học cách nhận biết ở tuổi nào thì nên làm việc gì. Tuổi 50 có cháu thì trông cháu, hưởng thụ niềm vui đơn giản, an nhàn. Không có việc gì có thể đi du lịch, ngắm nhìn núi non, sông nước, đem tới cho cuộc đời sự rực rỡ, sống động và tầm nhìn. Sống không tiếc nuối. Nhưng đến khi cuộc đời bước vào cánh cửa trung niên, thay vì mù quáng vì bạc tiền, cơm áo, người ta phải nhìn thấu danh lợi và tranh đấu thị phi ẩn đằng sau. Muốn đạt được danh lợi thì nhất định phải không ngừng giành giật hết người này đến người khác. Cả cuộc đời chìm ngập trong sự bon chen và vất vả, không khác gì giả tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chưa biết nên công cán gì. Do đó, thay vì lên đên chìm nổi ở độ tuổi 50, chúng ta nên dành thời gian quý báu còn lại cho người nhà, đặt hết tinh lực còn lại để chăm sóc chính mình, dừng bước trên con đường danh lợi hiểm nguy mà tận hưởng phú quý, bình an và phúc khí của cuộc đời. Tuổi 50, bạn sẽ chẳng cần có quá nhiều bạn bè nữa. Lúc này chỉ thật sự cần những bạn tâm giao, những người để trút bầu tâm sự. Điều thứ hai, những mối quan hệ vô dụng và chẳng có ý nghĩa gì. Ai cũng hiểu được tầm quan trọng của xã giao, của các mối quan hệ. Nửa đời trước, chúng ta nên hình thành cho mình những mối xã giao giúp ích cho công việc cũng như làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi 50, bạn không nhất thiết phải duy trì cho mình những mối quan hệ kiểu bè và không có ý nghĩa. Một người ở tầng lớp nào cứ nhìn vòng tròn bạn bè của họ là biết. Động vật sống thành đàn, người sống nhờ cộng đồng. Nhưng đối với những mối quan hệ chỉ đơn thuần là chén chú chén anh, giả tình giả nghĩa, tốt nhất nên dứt khoát vứt đi. Kiểu bạn bè như vậy không chỉ mất công sức đi duy trì mà còn lãng phí rất nhiều thời gian quý báu, đáng lẽ ra nên dành cho những người xứng đáng hơn. Tìm cho mình một vài tri kỷ, một vài người bạn khiến mình cảm thấy dễ chịu và thoải mái khi ở bên.
cùng nhau làm những việc mình thích, chia sẻ cho nhau chuyện đời, sống đơn giản thôi. Đừng ép mình phải gồng mình lên, chống đỡ những mối quan hệ không đâu. Gồng mình lên mà mệt mỏi. Điều thứ ba, những nuối tiếc trong quá khứ, hãy để nó dừng lại tại đây, đứng giữa ngã ba đường của cuộc đời. Mắt tuy nhìn về tương lai huy hoàng, nhưng không ít người trong chúng ta cũng vẫn luôn hoài niệm về những hối tiếc và sai lầm của quá khứ. Không có thuốc chữa hối hận trong cuộc sống. Sống ở đời, hối tiếc là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu bạn cứ ở lại quá khứ mãi mãi, vậy thì tương lai sẽ mãi không thể nào tìm được đến bạn. Ngày hôm qua giống như dòng nước chảy đi, thứ mà ta cần làm là buông xuôi tất cả, tiếp tục trang bị tiến về phía trước. Thực ra, học cách buông bỏ là một loại trí tuệ của cuộc sống. Học cách buông bỏ, biết từ bỏ quá khứ, thực ra là một sự giác ngộ ý nghĩa trong cuộc sống. Những hối tiếc trong quá khứ, hãy để nó dừng lại tại đây. Bước vào tuổi 50, sống cả nửa đời người rồi, đừng hối tiếc thanh xuân huy hoàng nữa. Nhìn về phía trước, một cuộc đời mới đang ở phía cuối con đường ngóng trông bạn. Tóm lại, chuyện và người đã qua chỉ có thể là hồi ức, bất luận bạn có muốn hay không, chúng ta cũng không cách nào thay đổi được nữa. Chuyện hôm qua không thể giữ, thứ cần giữ chính là hiện tại trước mắt. Sinh mệnh thực ra là một tài sản vô hình. Lúc có, ta sẽ không cảm thấy quý giá, hoặc có thể bạn trước giờ chưa bao giờ cảm nhận được sự quan trọng của nó. Trước giờ chưa bao giờ nghiêm túc cảm nhận sự tồn tại của nó. Chỉ khi trôi qua rồi mới hối tiếc thời gian thấm thoát thôi đưa. Điều thứ tư, tránh xa nơi tửu sắc tài vận. Cuộc đời có rất nhiều niềm hạnh phúc khác nhau, cũng như có rất nhiều cách khác nhau để đem lại hạnh phúc, không nhất thiết phải phụ thuộc vào bốn yếu tố tửu, sắc, tài, vận. Cho dù yêu thích bất cứ thứ gì trong bốn yếu tố này, nếu chúng ta quá chìm đắm và mù quáng trong đó thì nhất định sẽ mang tới tai họa cho chính mình. Tác giả Tăng Quốc Viên, người Trung Quốc, từng nói rằng tửu là chất độc, sắc là con dao thép, tài là mãnh hổ trên núi và vận là rễ mầm của tai họa. Ở đây rượu đại biểu cho nhu cầu ăn uống, sắc đại biểu cho sự thỏa mãn, dục vọng, tài đại biểu cho sự tham lam, hưởng thụ, còn vận đại biểu cho khát vọng cuộc sống hạnh phúc dễ dàng hơn. Cho dù là gì, bốn loại yếu tố đại biểu dục vọng này đều là những nhân tố bất lợi cho người ở độ tuổi trung niên. Càng sớm tránh ra, cuộc sống của họ mới càng trở nên thoải mái. Sau cánh cửa 50, thân thể con người cần được chú trọng, bảo dưỡng, nâng cao sức khỏe mới có thể tận hưởng cuộc sống. Còn bốn bức tường tửu, sắc, tài, vận nếu ngày càng được mở rộng và to lớn hơn, chiếm hết diện tích còn lại, chính tuổi thọ của con người sẽ ngày càng một bị thu hẹp lại rồi dần dần mất đi, không còn lấy một điểm tựa để níu kéo. Chính vì vậy, người đến 50 tuổi phải ngày càng trí tuệ, ngày càng cao minh. Họ không cao ở độ tuổi mà cao ở cảnh giới coi tài phú, danh lợi như mây bay, coi tửu sắc, tài vận như giày rách. Không chạm tới hai nơi nguy hiểm này đồng nghĩa với việc chúng ta có thể tránh xa mọi mầm móng, tai họa không mời mà đến.
Cổ nhân đã dạy một câu rằng tứ thập tuế tam bất bì, ngũ thập tuế tam bất thân, có thể hiểu như sau. Ở tuổi 40 không nên so sánh ba thứ của mình với người khác. Ở tuổi 50 không nên tin tưởng ba kiểu người này. Đây chính là lời cảnh báo quý giá, được đúc kết từ kinh nghiệm, đối nhân xử thế từ xa xưa, khiến chúng ta phải nề phục. Chỉ khi nào làm được điều này, chúng ta mới có thể tận hưởng tuổi trung niên vui vẻ, thoải mái và an yên với những giá trị sống đích thực. Vậy cụ thể qua tuổi 50, ba kiểu người không nên tin tưởng, đó là ba kiểu người nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Ở ngưỡng tuổi 50 đầy quan trọng ấy, những ai may mắn thì đã định hình được nhiều thứ cơ bản xung quanh. Có thể là hoàn cảnh gia đình hoặc công danh sự nghiệp. Với những người còn chưa đạt được gì trong tay, đó cũng là độ tuổi quá khó khăn để mất đi tất cả, làm lại từ đầu. Do đó, người ta lại càng phải đặc biệt cẩn trọng hơn khi đưa ra bất cứ một quyết định gì. Ngay cả người kết giao cũng vậy. Kiểu người thứ nhất, những kẻ hám tài. Tất nhiên trong cuộc sống, ai cũng mong mình có một cuộc sống giàu sang, một gia đình sung túc và được nhiều người biết tới và quý trọng. Dường như đó là một thứ mà nhiều người cất công theo đuổi, và ở đó bên cạnh những người theo đuổi tiền tài bằng chính thực lực của mình, còn có cả những người vì hám danh, hám lợi mà đánh đổi nhiều thứ. Cuộc đời chẳng cho không ai một điều gì, gieo nhân nào thì gặt quả ấy, quả là một triết lý chẳng bao giờ sai. Mà con người phương Đông luôn lấy đó làm ví dụ nhắc nhở con cháu của mình. Không chỉ hạn chế tin tưởng, giao phó những nhiệm vụ quan trọng, chúng ta cũng nên hạn chế tiếp xúc và tránh xa những kẻ tham lam, quá trọng vật chất nếu có thể. Ở tuổi 50, về cơ bản, đa số chúng ta đã gặt hái được một điểm dừng chân vững chắc và ổn định trong sự nghiệp. Vào thời điểm này, chắc hẳn sẽ có không ít người tham tài xuất hiện bên cạnh, cố gắng xung xoe và nịnh nọt bên tai. Mục đích không gì ngoài việc tìm cách bòn rút, tranh thủ một số lợi lộc từ trong tay chúng ta. Nếu tin tưởng và thân thiết với những kẻ này, sớm muộn gì chúng ta cũng bị liên lụy, bị hành động bất nghĩa của họ đẩy vào tình thế bất lợi. Đánh mất tiền bạc hoặc thậm chí là cả danh vọng và sự nghiệp. Những kẻ hám danh, hám lợi cần phải được loại trừ sớm trong xã hội này. Sống trong đời sống cần phải có lương tâm và y đức. Giống như những người mà chúng ta đang đối mặt, những người đang trò chuyện cùng ta là những người thân yêu trong gia đình của chính chúng ta vậy. Cho nên những kẻ hám danh, hám lợi nên sớm bị loại bỏ để xã hội được phát triển bền vững và giàu đẹp. Những kẻ vong ơn bội nghĩa, sống bội bạc, bạn cũng không nên tiếc nuối hay dằn vặt. Với những kẻ đó, bạn chỉ cần lờ đi và mặc kệ họ. Kiểu người thứ hai, những kẻ bạc tình, bạc nghĩa. Trên thế giới luôn tồn tại hai loại người: người biết ơn, báo ơn và kẻ vong ơn, bội nghĩa. Đối với người thứ nhất, bạn tốt với họ sẽ luôn ghi nhớ và sẵn sàng đáp trả lại tấm chân tình. Tuy nhiên, với kiểu người thứ hai, càng giúp đỡ họ, họ lại càng xem đó là chuyện hiển nhiên mà họ phải được nhận. Họ coi mình là trung tâm của vũ trụ mà mọi người phải xoay xung quanh. Một trong những bất hạnh của đời người là gieo lòng tin nhầm chỗ, nhất là với người thân ruột thịt. Với người vợ, người chồng kết tóc xê duyên từ thuở nghèo khó, hay với bạn bè
thân thiết, hàng chục năm tình nghĩa. Đến những người thân thiết như thế, họ cũng có thể phản bội, thì tốt nhất chúng ta đừng bao giờ đặt niềm tin vào con người bản tính, bạc tình, bạc nghĩa như vậy. Kiểu người thứ ba, những kẻ tiểu nhân. Có câu nói, thà đắc tội với người quân tử, chứ đừng đắc tội với kẻ tiểu nhân. Nhưng từ xưa đến nay, đâu đâu cũng có kẻ tiểu nhân. Bên cạnh mỗi người chúng ta đều có thể xuất hiện những kẻ này, và rất khó có thể đề phòng họ. Vậy làm thế nào nhận diện được kẻ tiểu nhân và ứng phó thế nào khi sống chung với họ? Trước tiên chúng ta cùng xem đặc điểm của họ như thế nào. Miệng lưỡi kẻ tiểu nhân thường dẻo như kẹo kéo, biết cách ăn nói, miệng lưỡi trơn tru. Họ thích gây chuyện thị phi, khích bác, ly gián, khiến người ta mâu thuẫn với nhau. Còn họ ngồi chơi vẫn ngư ông đắc lợi. Họ có thể phủi sạch trách nhiệm trước mọi chuyện, sau lưng lại thích đóng vai người hòa giải. Họ đứng giữa giật dây, thật sự là một kẻ hai mặt. Tiếp người này có phần giống với tiếp người tham tài, vì cả hai đều chăm chăm mong muốn nhận được lợi lộc từ bạn, nên cố gắng làm thân tâng bốc bằng những lời hoa mỹ có cánh. Tuy nhiên, kiểu người này còn đáng sợ hơn ở chỗ, một khi bạn hết giá trị lợi dụng, họ sẵn sàng bỏ đá xuống giếng và đâm dao sau lưng, khiến bạn không thể không đề phòng. Nếu muốn tranh công bằng chính nghĩa với kẻ tiểu nhân, nói đạo lý mà mong thắng còn khó hơn cả việc lên trời. Không những bạn chẳng thể lấy lại công bằng, mà đến lúc đó còn bị họ gán cho tội đáng chết, khiến bạn tinh thần kiệt quệ, mất nhiều hơn được. Vì vậy, sống chung cùng kẻ tiểu nhân, dù có chịu thiệt một chút, cũng hãy nhanh chóng phủi sạch quan hệ với họ. Đừng dây dưa thêm làm gì nữa. Đời người thật quá ngắn ngủi, không cần thiết phải tính toán quá chi li. Những việc không hiểu được, thế thì không cần phải hiểu. Có những người không phỏng đoán được, thì không cần phải phỏng đoán. Có những lý lẽ nghĩ không thông, thì không cần phải nghi ngợi thêm nữa. Những việc không vui trước đây, hãy đem nó cất giữ ở một góc xó nào đó. Vậy nên, tự nhắc nhở bản thân mình, tôi có thể không được hoàn mỹ, nhưng nhất định phải chân thực. Tôi có thể không giàu có, nhưng nhất định phải vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Vạn Điều Hay.